Lời kể về giây phút sinh tử của các học sinh ở Nghệ An phải dỡ mái nhà, cầu cứu khi nước lũ dâng nhanh. Thưa quý vị, ngày 28 tháng 9, dãy nhà trọ gần 10 phòng của gia đình bà Nguyễn Thị Vinh, sinh năm 1945, chú khối 4, thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An, vẫn ngổn ngang bùn đất, sách vở, đồ đạc bị ướt của các học sinh. Nhiều phòng trọ bị dỡ mái ngói, một đoạn bờ tường phía sau bị nước xô đổ, hư hỏng. Trước đó, trận mưa lớn đêm ngày 26, dạng sáng ngày 27 tháng 9 khiến nước lũ dâng nhanh, dãy phòng trọ của bà Vinh bị ngập sâu. Bà Vinh chia sẻ, khi phát hiện nước dâng cao, tôi hô hoán các cháu nhanh chóng di rời lên khu vực trường cao giáo hơn để tạm trú. Kể từ năm 2007 đến nay, mới lại có một trận lũ khủng khiếp đến vậy. Dọn dẹp đống sách vở lấm lem bùn đất, em Tô Văn Thương, học sinh lớp 11C11, trường trung học phổ thông Quỳ Châu cho biết, khi phát hiện nước lên, chúng em đã kê sách vở, đồ đạc cao lên phía sát mái. Tuy nhiên, mực nước mỗi lúc dâng cao chỉ trong phút chốc đã chạm mái nhà. Khoảng 5 giờ ngày 27 tháng 9, ngoài trời mưa xối xả, nước lũ dâng cao, chạm mái nhà, chúng em đã hốt hoảng giữa mái ngói, trèo lên nóc nhà để cầu cứu. Một số bạn đi men theo bờ tường để vào trường. Khi nước dâng, thấy nhiều rắn nên chúng em cũng vô cùng sợ hãi. Thường nhớ lại, theo em thương, đến khoảng 5 giờ 30, nhiều học sinh đã mắc kẹt ở khu vực nhà trọ đã được lực lượng chức năng giải cứu, đưa lên khu vực trường học để tá túc an toàn. Em Lương Thị Thủy, học sinh lớp 10C11, trường trung học phổ thông Quỳ Châu, thuê trọ cùng với một người bạn cùng khóa. Trận mưa lũ đi qua nhưng đến nay Thủy vẫn chưa hết bàng hoàng. Thủy tâm sự, mực nước lên quá nhanh khiến em và các bạn trở tay không kịp. Mọi người hô hoán cùng nhau di tản lên khu vực trường học để tạm trú. Toàn bộ đồ đạc sách vở chúng em không kịp chuyển lên nơi cao giáo. Ông Cao Thanh Lưu, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Quỳ Châu cho biết, toàn trường đã có gần 280 học sinh đang ở trọ nhiều khu vực khác nhau. Nước lũ dâng cao khiến sách vở, đồ áo, tư trang của em đa phần bị hư hỏng. Nhà trường đang kêu gọi vận động các đơn vị, tổ chức, cá nhân hỗ trợ sách vở, quần áo để các em có thể tiếp tục công việc học tập. Đến nay, việc thống kê thiệt hại do mưa lũ ở phòng giáo dục và đào tạo huyện Quỳ Châu vẫn chưa hoàn thành. Bà Nguyễn Thị Bình, Phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Quỳ Châu cho biết, Thiệt hại của cơn lũ đối với các trường học, các giáo viên và học sinh trên địa bàn là rất lớn. Thậm chí có nhiều giáo viên sáng nay mới về được đến nhà nên chưa thống kê được đầy đủ những thiệt hại. Trước mắt, phòng đã đến trực tiếp tại các nhà trường để kiểm tra và đề nghị các nhà trường phối hợp với các lực lượng chức năng cùng tập trung dọn dẹp vệ sinh trường lớp. Sau khi thống kê thiệt hại, huyện mới đề xuất các phương án hỗ trợ. Dạng sáng ngày 27 tháng 9, khu vực phòng trọ nơi hơn 40 học sinh trường trung học phổ thông Quỳ Châu đang thuê trọ bị nước lũ dâng cao, ngập tới nóc nhà, các học sinh đã dỡ mái nhà cầu cứu sau khi biết tin giáo viên nhà trường cùng lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt đưa các em ra khỏi khu vực ngập nước và bố trí các em nghỉ tạm cho các phòng học của nhà trường đồng thời kêu gọi cộng đồng người dân khu vực xung quanh hỗ trợ áo quần sách vở cho các em